khi người bỏ sự tham dục Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật hôm nay là ngày 30 tháng 5 2020 chúng ta tiếp tục học tập khuyên người bỏ sự tham dục học đến tập 2 cái tham dục giọng này nguy hiểm lắm quý vị à tan nhà mất mạng cũng do gì cái lòng tham này và gia đình tan nát con cái bắt hiếu ngộ nghịch Cũng do ngay chỗ này Nên người mà có thể điều tiết được chỗ này Thì sự nghiệp thành công trí tuệ sáng suốt Sức khỏe tốt Nên những câu chuyện mà những đức Sắp sửa đọc cho vị nghe Cũng có những người có học thức cao lắm Nhưng vì cái hành động của họ sai từ cái dục vọng hoặc là phổ biến về tham dục kích thích con người tham dục tội này nặng vô cùng phiên người bỏ sự tham dục như tiên sinh chú an sĩ thì được đờ đờ kính trọng và tán thán phiên người tham dục hưởng lạc thì đờ đờ quý vị là tội nhân thiên cổ Nhớ đó Nên trong gia đình Mình bắt tivi, mình bắt phim ảnh mình coi Quý vị phải nhớ là quý vị coi con em quý vị Coi chuyện con cháu của mình Khi coi sẽ bị hư cái tâm bị ảnh hưởng về tâm sinh lý của các cháu nhỏ có một cháu nhỏ này cuộc đời các cháu cứ ngơ ngơ ngáo ngáo vì cái bệnh thủ dâm từ lúc 11 tuổi khi đi đến cái lớp học chúng ta những đức có lần gặp cháu và kêu cháu đến những đức hỏi chuyện thì khi hỏi chuyện những đức mới tìm hiểu ra được là Cháu từ khi còn nhỏ cháu thấy cha mẹ ăn nằm với nhau Trong nhà Cháu thấy được Và thấy nhiều lần như vậy Khi cháu thấy thì tâm hồn tuổi trẻ của cháu bị ảnh hưởng Và khởi dục lên và Lúc mười mấy tuổi là cháu đã thủ dâm và trong nhà thường bắt tivi những bộ phim tình cảm Mẹ cha coi rồi con cùng coi Cháu thấy được những cái cảnh Dâm dục với nhau Cháu từ khi còn nhỏ Thủ dâm và mặt mày sơ sát hết Cháu ngơ ngơ ngáo ngáo Giống như người bệnh tâm thần Quý vị thấy đáng sợ chứ quý vị Nên những người làm cha làm mẹ phải nhớ nè Khi chuyện vợ chồng Quý vị phải Kỹ lưỡng một chút Phòng ốc đàng hoàng chứ Không khéo con Nó thấy được Ảnh hưởng cái tâm con mình rồi thêm á người xưa người ta dạy kỹ lắm quý vị thí dụ như bây giờ á nhiều người phụ nữ còn trẻ mình đã có chồng rồi mình đã có con từ khi còn trẻ con mình khi mười mấy tuổi con trai mà mình mới có ba mấy tuổi à cái tuổi mình ba mấy tuổi con trai mười mấy tuổi dù là con trai là con ruột mình nhưng cái vị biết cái tâm sinh lý con người bây giờ nó mãnh liệt lắm Người đàn bà ba mấy tuổi Vẫn còn Tâm dục vọng dữ lắm Nên cái việc mà Con trai cùng ngủ với mẹ Hoặc là gần ngủ với mẹ Con trai lớn không có được gì Phải nhớ đó Tuy vai trò mình là mẹ Nhưng tuổi mình còn quá trẻ Từ cái chuyện đồ đạc Bận đồ hở hang trong nhà Quý vị phải cẩn thận Con quý vị nhìn thấy mẹ Mà khởi tâm á đó là tội lỗi cho quý vị biết ơi à, quý vị biết người xưa người ta kỹ lắm chu An sĩ ngày dạy con nít mà bốn năm tuổi con trai con gái không cho nằm cùng chung chiếu rồi đó cho quý vị biết chu An sĩ kỹ lắm những đức ngày xưa mới nghe câu này những đức cũng nói ngày an sĩ ngày kỹ dữ vậy ta thì sau này những đức mới gặp những cái thành phần đến nói những đức nghe lúc các giáo còn bốn năm tuổi thôi Vậy mà chơi trò chơi giống người lớn Với anh em nha Quý vị suy nghĩ rằng là Nó rõ ràng là do phim ảnh Rồi các cháu thấy được Các cháu làm theo Nên nó nhiều người làm mẹ Làm cha bây giờ không chú ý chỗ này Nên hư cái tâm con mình Thì kể như là uổng một đời của con mình đó quý vị Nên những cái bài học này Đặc biệt lắm Phải được cái sự cảnh giác cao độ Trong nhà phải kỹ lưỡng nên người ta kỹ lưỡng gia đình người ta từ cái đồ phụ nữ đồ nhỏ đồ lớn người ta phơ nó kỹ lưỡng lắm những đức thấy đi ngoài đường thấy có những gia đình đúng là mắc thẩm mỹ trời ơi đồ phụ nữ quần nhỏ áo nhỏ vậy mà phơ trước cửa nhà cái cách này đúng là cái gia đạo thiếu giáo dục ai mà đi phơ như vậy một cái xào đồ mà chúng ta căng dây ngang một đoạn đường người ta chui qua chui lại điều này cũng là tổn phước rồi không chi là trước cửa nhà mà treo lủng lẳng đồ nhỏ treo phơ nhìn cái gia đình này là biết cái gia đình này thiếu giáo dục thí dụ như bây giờ vợ chồng còn trẻ sống trong một gia đình buổi tối khi đi ngủ bận đồ mỏng manh là tới giờ mình vào phòng mình mới thay đồ đồ ngủ đó còn cái lúc mà mình đang ở ngoài bổn phận làm mẹ làm cha mình phải phận đồ cho đàng hoàng gọn ghẻ tại vì nhà có con trai có con gái con gái nhìn thấy cha con trai nhìn thấy mẹ từ nơi đó mà cái nền giáo dục phải nhận thức được mình phải kỹ lưỡng như vậy thì con của mình nó sẽ có cái đạo đức rồi khi đi vô phòng ngủ thì mình thái đồ Ngủ của mình thì được Nhưng khi thức dậy là phải thái đồ cho đàng hoàng Phải tính làm sao cho phù hợp Chứ không phải nói rằng là tùy tiện được Rồi có khi cha chồng nàng dâu Mình phải thiệt là nghiêm túc như vậy Thì mới dạy được gia đình của mình nghiêm túc Phải nhớ đó quý vị Những điều học tập này là nền giáo dục người xưa dạy kỹ lắm nếu như có người mà có thể điều chỉnh được cái tâm tham dục này thì chắc chắn có người sẽ lập được sự nghiệp lớn phước báo sẽ đến ào ào còn một con người mà tham dục tùy tiện đi đâu cũng thích chung chạ với phụ nữ đi làm ăn đâu cũng thích tìm phụ nữ hoặc vui chơi hoặc gần gũi như vậy thì quý vị làm ăn bao nhiêu tiền cũng phá sạch và việc xui sẽ đến quý vị liên tục cầm tiền không được đâu Quý vị coi nhiều người tài xế gì sao mà Người ta có vợ bé nhiều Vì đi đâu cũng á Làm miệng mờm bếp xép Rồi chọc ghẹo nên tố nào gặp tố nấy Giết rồi thì tiền mắc đặt mang Dù là mình đi làm ăn xa Nhưng mình phải có cái tâm Thủ tiết cho nó đàng hoàng Đối với vợ hoặc đối với chồng Như vậy thì mình là một con người Đàng hoàng nghiêm túc thì tức khắc là phước báo cho đến với mình đừng có nghĩ rằng đối phương không hiểu không biết mà mình làm sai những điều này những đức thường nhắc tới nhắc lui gì. xã hội bây giờ nhiều người người ta ưa tùy tiện như vậy lắm nên những đức đọc những câu chuyện này cho vị nghe nè kim thánh Tháng, kim thánh Tháng là người giang nam tên là vị học rộng biết nhiều ưa thích tìm hiểu những chuyện khác thường trong đời ông có tài văn chương lưu lót hơn người tự cho là trong thiên hạ không ai hơn mình ông soạn ra nhiều sách khiêu dâm cho đó là cách để biểu hiện sự tài hoa của mình các bản văn bình giải chuyện tây sương thủy hữu của ông đều đầy dẫy những chỗ hết sức tục tiểu dâm quế ông lại thường chích dẫn kinh phật trong văn chương của mình nhưng giảng giải hoàn toàn sai lệch khiến không ít người vì không hiểu rõ nên không phục văn tài của ông mang những chuyện ấy lưu truyền khắp nơi ông lại soạn ra sách pháp hoa bách vấn Lấy chỗ nhận hiểu sai lầm của mình Mà đo lường ý nghĩa sâu xa trong kinh điển Khiến nhiều người do đó mà sai lầm theo ông Vào năm Tăng Sủ thuộc niên hiệu Thận Trị Ông bỗng nhiên vì chuyện của người khác mà phải bị bắt giam vào ngục Cuối cùng lại bị xử tội tử hình Biêu thay giữa chợ những con người tài hoa có kiến thức mà lại ghi những cái văn chương cho người ta đọc mà khởi dâm dục cái tội đọ lạc này không có ngày ra đó quý vị nhớ đâu nên những đức nói rằng là Viễn viên điện ảnh đồ chụp những tấm hình quảng cáo đồ mà người coi một cái là động lòng dâm thì kể như là cái phước của những vị này sẽ giảm tuột rất nhanh tương lai thì sẽ đọa lạc không có ngày ra cho quý vị coi còn quý vị coi những bộ phim mà đòi chị con người coi đều là trốn coi và khi coi xong thì tâm tư của mình hư hỏng vô cùng và học vào đó những cái cách mà gần gũi với đối phương quý vị coi dạy người ta đạo đức thì phước báo vô lượng nhưng nếu dạy người ta về tà dâm Thì tội lỗi cũng vô lượng Chúng ta không phải chê trách ai Nhưng mà nói lên đây Để mỗi người chúng ta hiểu rằng Với cái tài học vấn của mình Phải làm sao cống hiến Lành mạnh thiện tâm kìa Quý vị coi Có những quyển sách mà Về những mẫu chuyện Về Dâm dục đồ đọc lên một cái là Làm cho tuổi trẻ say mê đọc rồi đọc mà nó cũng hưởng thụ được luôn Mà hưởng thụ đây là hưởng thụ ác Đắm mê vào dục vọng Có người trở thành kẻ Vô dụng Nên cái quả báo đến rõ ràng Cuối cùng Bị bắt và xử chạm Biêu thay giữa chợ Quý vị coi Có học thức đó cho rằng mình học vấn thế gian có ai bì bằng mình cuối cùng đem cái học vấn mình viết những đoạn chuyện về khiêu dâm nên quý vị phải nhớ rằng từ nó những hình ảnh những câu chuyện mà về khiêu dâm tuyệt đối không truyền bá nếu như quý vị muốn có phước Gặp những quyển sách đó là thiêu đốt bỏ Đây là người xưa dạy đó Tới tay mình là phải thiêu đốt bỏ Gặp những cái hình ảnh Hở hang Làm động lòng người Đốt bỏ Nhớ đó Đừng có để cho người khác thấy Vì người khác thấy Sẽ không khởi tâm thiện Mà là khởi tâm xấu Quý vị làm như vậy là có phước Quý vị đừng bao giờ nói nó nhiều lắm thầy ơi Đố cũng có hết đâu Biết rằng đố không hết Nhưng tới tay mình là Không còn tồn tại Như vậy thì chúng ta trồng phước thì hưởng phước Người gặp phải coi thì cái quả tay của họ Chuyện của họ Phải nhớ Nên chúng ta đó đọc qua những câu chuyện này Để dẫn dắt buổi nói chuyện rằng Một con người Có kiến thức học tập Nhất định phải suy nghĩ việc lành mạnh suy nghĩ rằng cuộc đời của mình phải sống làm những ý nghĩa gì cho xã hội cho đất nước như vậy thì cuộc đời sống mới có ý nghĩa như hồi sáng những đức gặp nhiều cháu nhỏ ở dưới châu đốc lên đây những đức nói các con phải suy nghĩ có khi chúng ta bây giờ học lớp 11, 12 rồi vậy mà mình quên đi cái bài học lúc mình học lớp 1 công cha như núi thái sơn nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con vậy mà có khi những bài học này mình quên mất tiêu rồi đó đừng bao giờ xem những bài học bình thường này nghe những bài học bình thường này là những bài học bình thường đạo đức mà lót nền móng cho cuộc đời các con thành công về sau đó tại sao có những người học thức rất nhiều văn chương rất giỏi vì sao đi làm ác vì những cái nền móng đạo đức họ không được lót từ khi còn nhỏ nên nói rằng tâm địa xấu ác học càng nhiều càng ác tâm địa hẹp hòi ích kỷ học vấn càng nhiều thì càng trở thành kẻ tiểu nhân hẹp hòi ích kỷ quý vị coi chuyện xưa đi về mặt trái những người tiểu nhân tính toán so đo ích kỷ nhỏ mọn quý vị coi họ cũng thông minh đó nhưng cái thông minh của họ là thông minh ác còn có những người cũng thông minh nhưng thông minh về thiện đây gọi là mặt trái mặt phải để chúng ta cần học nên những mẫu chuyện này nhắc nhở chúng ta phải đem sở học để làm việc gì đó lợi ích giáo dục nhân sinh là chỗ đặc biệt nhất làm tấm gương chính mình học tập có được kết quả lợi ích tốt nên những cái buổi học tập mà khuyên người bỏ sự tham dục này rất là hay quý vị phải nhớ đó những đức đầu tiếp câu chuyện cho vị nghe nè mạo tung thiếu Tiên sinh mạo tung thiếu Người quyện như cao Tỉnh Giang Tô Vốn tên là Mạo Khở Tông Vào năm kỷ mùi Tiên sinh dự thi không trúng tiện Quay về lo việc chú giải Sách Thái Thượng Cảm ứng Thiên Đến câu Thấy vợ người khác xinh đẹp Ông hết sức lưu tâm chú giải ý nghĩa chỗ ấy thật kỹ lưỡng để phiên răng người lúc đó người trợ giúp việc ghi chép bản thảo cho ông là một thầy giáo được ông mờ đến tên la hiến nhạc có biết việc này về sau la hiến nhạc về quê ở nam sương vào tháng giêng năm mậu thìn thuộc niên hiệu sùng chinh la hiến nhạc nằm mộng thấy một ông lão trang phục ra dáng đạo nhân có hai thiếu niên theo hầu hai bên lão nhân tay cầm một quyển sách gọi thiếu niên đứng hầu bên trái bảo đọc lên la hiến nhạc chú ý lắng nghe nhận ra chính là phần chú giải câu thấy vợ người khác xinh đẹp do tiên sinh mạo tung thiếu biên soạn trước đây Thiếu niên ấy đọc xong Lão nhân nói Đáng thi độ lắm Tiếp đó lại gọi thiếu niên đứng bên phải Bảo làm một bài thơ vịnh Thiếu niên ấy lập tức đọc thơ rằng Tham lam muốn bẻ quế cung hằng Đâu biết chẳng lao sắc tức không Thấu rõ thế gian toàn nguyễn tướng Bản vàng tên ngọc khắp giờ hồng La hiến nhạc tỉnh mộng tin chắc rằng mạo tiên sinh sẽ thi đỗ liền đem giấc mộng ấy kể lại với đứa con trai đến kỳ thi năm ấy quả nhiên mạo tung thiếu đỗ tiến sĩ sao làm quan thăng đến chức hiến phó ông chú giải trong thái thượng cảm ứng thiên thấy vợ người khác xinh đẹp đoạn chú giải này mở rộng ra là mình là người đàn ông thấy người vợ người ta xinh đẹp trong tâm không có mong muốn là vợ mình và không có nghĩ ngợi những chuyện chăn hoa với vợ người ta phải xếp nếp cái tâm của mình lại như vậy thì có phước ngài đã chú giải đoạn văn này và chú giải sách Thái thượng cảm ứng thiên khuyên người hướng thiện Lần đầu tiên thì thi không đậu Lần sau thì mạo tung thiếu Ông thi đậu tiến sĩ làm quan Là do hành thiện tích đức Đoạn văn trước kim thánh tháng Thì lấy văn chương mình Để viết những tiểu thuyết dâm dục Thì bị tội xử giảm biêu thay giữa vợ còn công đoạn thứ hai thì mạo tung thiếu dù là thi không đậu nhưng hành thiện tích đức chú giải thái thượng cảm ứng thiên chú giải những công đoạn thấy vợ người khác xinh đẹp thì trong lòng không khởi tâm tham dục và mong muốn là vợ mình từ nơi đó mà thằng báo mộng cho cái người phụ vợ la hiến nhạc khi báo mộng cho biết thì la hiến nhạc nghĩ rằng chắc chắn rằng mạo tung thiếu chiến này thi nhất định sẽ đầu như vậy thì bây giờ nhiều người đi thi cái tâm của sinh viên bây giờ như thế nào nếu như một sinh viên này đi học mà nhớ ơn của cha mẹ nhớ ơn của thầy cô dạy dỗ cha mẹ tằng tạo sớm hôm kiếm tiền bạc cho mình đi học có thể nhịn ăn nhịn uống để tiền cho mình đi học có những gia đình nghèo từ cái cặp bộ đồ đấu dép mình mang là từ mồ hôi của cha mẹ mẹ thì mua gánh bán bưng cha thì chạy xe ôm hoặc làm công việc nặng nhọc để kiếm tiền cho mình đi học thầy cô giáo cho mình kiến thức mình là một học trò chưa làm được gì cả nhưng nếu bây giờ dùng tiền và được đi học đều là xài phước đang đi học tùy tiện yêu thương rồi ăn ở với nhau tâm nghĩ sầm bậy trốn học bỏ học ghiền game đi chơi những trò chơi không bổ ích tập tà tập tụi theo bạn bè xấu vậy thì người học trò này cứ như chúng ta khỏi cần suy nghĩ đến nữa con người này không có một cái hy vọng gì để cống hiến cho xã hội cho đất nước hết người làm cha là mẹ sinh con nuôi con không lớn nếu đứa con này nên danh đạo đức như vậy thì cha mẹ vui lòng vô cùng nhưng đứa con này từ khi đi học đã là đứa con không ra gì rồi làm sao mà có thể lợi ích cho xã hội cho đất nước công ơn cha mẹ có khi còn không hiểu quý vị coi vì cái tâm tham dục mà phá hoại sự nghiệp một đời của một con người có nhiều thiếu nữ trẻ bây giờ đang đi học khoác lên trên mình một chiếc áo trắng chiếc áo trắng muốn biểu trưng lên sự trong trắng của một người đang đi học tâm hồn trong trắng nhưng mà bận trên mình một chiếc áo trắng Nhưng mà đi học lại không lo học Giỡn hết Yêu thương Tùy tiện đi vào nhà trọ với chai Như vậy thì Làm sao mà gọi là Lo học hành được Còn vào kiến trúc xá thì Trang điểm Mỗi tuần thì đi Ca nhạc, hát nhạc Đi vũ trường quán bar Cha mẹ thì còng lưng đi kiếm tiền Gỡ tiền cho đi học Còn những đứa con này thì ăn sung mặt sướng Xài tiền của cha mẹ không biết sự cực khổ của cha mẹ gì hết Tì tiện yêu thương rồi Mang thai rồi đi phá thai Học sinh bây giờ Nhiều lắm Vì tâm sinh lý khát vọng về dục vọng Phim ảnh đòi chị, Hình ảnh xét mà hư hại con người bây giờ nền văn hóa bị ảnh hưởng từ những người lớn thiếu giáo dục tạo ra những cái hình ảnh thu hút lòng người kiếm được chút tiền bạc nhưng khóa hoại nhân bản đạo đức của một con người thì con cháu của họ cũng sẽ bị mất nhân bản đồng tiền này kiếm được gia đạo họ cũng sẽ không hạnh phúc nên những người cho thuê những phim ảnh hình ảnh xét hoặc là đưa lên mạng những hình ảnh hư hoại lòng người tội lỗi những người này nặng lắm nên những đức nói rằng tới tay ta thì bỏ nó tới tay ta thì dứt bỏ như vậy thì có phương phải nhớ quý vị biết rằng những đức ngày xưa ngoài đời cũng là một thanh niên hư hỏng Bây giờ đi tu rồi cũng chưa phải hoàn toàn là tốt Nhưng mình cũng muốn đem cái tốt Để chia sẻ cho người khác để mình cùng được học Biết rằng quay đầu là bờ Con người chứ đâu phải là bậc thánh Ai mà không có cái sai Nhưng sai mà biết sửa Thì sẽ tốt quý vị Phải nhớ Nên Bây giờ tệ nạn Mạnh về cái việc Tuổi trẻ thủ dâm nên chúng ta học tập khuyên người bỏ sự tham dục Những đức học chừng dài chục tập Như vậy thì mỗi một chiếc máy những đức đều Làm và để những buổi giảng này vào Để rải khắp nơi nơi cho người được nghe Đưa lên mạng nhiều bạn cũng được nghe Nhiều người cũng được coi Hoặc là sau này những đức làm một chiếc máy trong đó buổi giảng Giới sát phóng sanh Phiên người bỏ sự tham dục Đệ tử quy những đức kép thành một cái thẻ Làm riêng một chiếc máy Phần nhiều cho tuổi trẻ được nghe Mình rất mong Các cháu khi nghe được Các cháu sẽ tự gắn nhắc mình Để tương lai cuộc đời các cháu Không đến nỗi phá quỷ cuộc đời của mình Vào cái phương hướng sai lầm cuộc sống càng ngày càng phát triển về vật chất nhưng đạo đức con người càng ngày càng suy thói về đạo đức con người càng ngày càng suy thói nên chúng ta phải được tiếp nhận giáo dục những đức nói rằng một con người được tiếp nhận giáo dục là quan trọng nhất của đời người nếu con người mà không tiếp nhận giáo dục thì có khác về loài cầm thú đó quý vị thí dụ như bây giờ chúng ta là phái nữ đến một ngày nào mình cũng sẽ có chồng nếu như mình giữ được mình đàng hoàng thì một ngày nào có chồng mình cũng cảm thấy mình hãnh diện và chắc chắn chồng sẽ rất kính trọng mình người đàn ông đàng hoàng người phụ nữ đàng hoàng sanh con nhất định là đàng hoàng lập nên một gia đình hạnh phúc nhiều bé gái bây giờ không hiểu tùy tiện cho không rồi cuối cùng mang thai đi phá Hoặc là vì tình thương Lỡ dạy đi theo người ta Quỷ diệt cả cuộc đời của mình Làm cho cha mẹ xấu hổ Từ cái tâm gì Tham dục Không vượt qua được Nếu như chúng ta được sự gắn nhắc này Nếu như có thể Tiếp nhận được Thì lợi ích lớn vô cùng Một thanh niên mà Ngăn ngừa được cái tâm tham dục này Thì sự nghiệp sau này đặc biệt phát triển cao Và con người có thể làm được sự nghiệp lớn Là từ ngay cái tâm này Chúng ta coi từ cổ chí kim tới bây giờ Tất cả những ông vua tham dục Tham nữ sắc đều là chết sớm Phần nhiều các ông vua chết sớm là nhiều Vì cung tầng mỹ nữ Vợ quá nhiều mà Hao tổn tinh khí thần mà chết sớm Đầu óc quay cuồng Tối tâm không còn nghĩ đến Đất nước khi thuận chiều thì không có những lý giải gì đặc biệt Vì quá tham dục đâu còn lý trí đâu Mà lo cho đất nước nữa quý vị Một ông quan mà tham dục Tham rượu Thì cũng là khổ cho một vùng Đúng ra làm quan như là phụ mẫu Nhưng nếu như không có sở học về nền đạo đức Thì làm cho một vùng đó không có lợi ích gì Đúng ra có chức phận Thì mình nên làm những việc lợi ích tốt như vậy thì đặc biệt quá Khuyên người đang làm quán Cùng là con người với nhau Có kẻ làm việc bằng tâm trí Có kẻ làm việc bằng sức lực tay chân Có người được giàu sang vinh hiển tôn quý Có kẻ phải nghèo hèn đói khổ Khốn cùng Lẽ nào lại do đạo chờ không công bằng hay sao đó chẳng qua do chính mọi người tự chuốt lấy mà thôi Kinh thi nói rằng Vĩnh viễn làm điều gì cũng Hợp với mệnh chờ Biết tự sửa mình Cầu được nhiều phúc lành Kinh dịch nói Nhà làm nhiều việc thiện ắt có thừa niềm vui Những người đời nay được giàu sang phú quý Nói chung đều là nhờ đời trước đã từng tu tạo phúc đức Con cháu được hưởng vinh hoa đều là nhờ cha ông Có nhiều ăn đức để lại Những việc như thế vốn là lẽ đương nhiên Chỉ có điều là trong khi được hưởng phúc Nếu lại tiếp tục tu tạo phúc đức Ác sẽ như người làm ruộng Mỗi năm đều được thu hoạch Thì mỗi năm cũng đều gieo trồng bằng như cậy vào quyền thế hiện nay mà không hách buông thả phóng túng theo những chuyện chăn hoa sắc dục đó chẳng phải là như mạnh tử nói được tước vị của người mà lại vất bỏ tước vị của chờ đó sao điều khó khăn ở đây là gặp hoàn cảnh thuận lợi thì thường vui mừng, vui mừng ắt thường quên mất tâm thiện Không có tâm thiện Thì tâm tham dâm sinh khởi Nếu vào lúc ấy Mà có thể hốt nhiên khoảng tịnh Tâm địa sáng suốt ắt sẽ bồi đắp được nền Phúc sâu dày Đây là những công đoạn Mà Chu An Sĩ ngày khuyên người đang làm quan Như công đoạn chúng ta vừa nói đó Không tham dục nghĩ về bá tánh nhân dân thì là một ông quan có âm đức, gia đạo có phúc đức, có quyền hành, hưởng vinh hoa phú quý. Nếu như biết được đây là nhờ cái phước đức tu đời trước có được nhờ phước đức tổ tiên mà gia đạo vinh hiển như vậy mà tiếp tục làm điều tốt đẹp, giúp người, đừng chỉ cầu lợi ích mà hại người nhiều người có chức phận chỉ vì mưu cầu lợi ích mà cuối cùng thì tạo ra cái nghiệp lúc xưa những đức biết một cái nơi này có chùa chiền cái ngôi chùa này vô cùng nổi tiếng quý vị biết rằng ngôi chùa này chiên nuôi người già nhưng mà tất cả những người có chức phận của khu vực đó thường đến ngôi chùa này để mà kiếm ăn chính cái người nuôi người già đó cũng vì muốn nuôi người già mà khi họ đến thì cũng có chút ít quý vị biết rằng thời gian qua bốn năm năm sau thì tất cả những người có chức phận đó đều phải tuột dốc hết Gia đạo tan nát phần nhiều hết quý vị Trải qua thời gian đó Thì mới thấy được rằng Làm người có chức phận Nhưng ăn tiền không đúng nơi đúng chỗ Dùng những đồng tiền không sạch sẽ Thì đây là đem cái dơ bẩn về Để mà tưới tẩm vào gia đạo của mình Gia đạo của mình sẽ tan nát Quý vị coi những người giàu có Mà không có đạo đức Thì thường là sanh con ra những đứa con phá gia chi tử Những đứa con phá nhà phá cửa những đứa con hư hỏng sanh vào gia đình quý vị coi đúng không từ đó phải được sự găng nhắc nên mình có phước đức đời này phải nghĩ về từng đời từng đời nếu như có phúc đức mà xài chưa hết một đời mà gia đạo tan nát là do chính mình không nghe đạo mà ra đó quý vị à nên câu chuyện của chu quan sĩ dạy khuyên người đang làm quan rất là hay cũng là từ ngay cái chỗ khuyên người bỏ sự tham dục mà thành tựu được cái sự nghiệp cuộc đời của mình hôm nay chúng ta học đến đây quý vị ai với đạo phật nguyện đem công đức này hướng về không tất cả để từ và chúng sanh đồng sanh về thần áo